Xin chào các bạn. Bây giờ mình đang ở một khu mua sắm rất là sầm uất. Ở đây có rất nhiều cửa hàng như các bạn thấy đó. Có cửa hàng bán quần áo này, rồi có siêu thị, rồi có cửa hàng sushi này, có cả cửa hàng bán cặp sắt như thế này đó. Rồi có cửa hàng bán thuốc như thế này. Sau đây các bạn hãy theo dõi cùng mình nha.